hả? Ở đây à, ẩm thấp hết nè. Ồ, nồi cơm đó hả? Yeah. Đầy ém luôn. 2 triệu nè. 2 triệu lẻ 308.000. Yeah. Đây là của Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ, gửi 100 đô em đổi ra cho anh nha. Dạ dạ dạ. Còn cái này là 1 triệu đồng, này là của anh Khôi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ yeah, dạ. Gửi cho anh luôn. Dạ. Yeah. Vậy em cũng xin cảm ơn nhiều. Dạ. Yeah. Chào cô bác, quý anh chị ạ. À, thì hôm nay Bùi Hồ cùng với Phong Bụi tiếp tục quay trở lại hoàn cảnh gia đình của anh Xuyên với lại chị gì ta? Chị Hồng. Chị Hồng, người mà hai vợ chồng có 6 người con đang sinh sống trên một cái chiếc ghe cũ mục nát á. Thì qua thời gian đăng video clip thì Bùi Hồ có nhận được một số tiền ủng hộ, cũng như là mùa nước nổi này lên thì Bùi Hồ quay trở lại thăm về gia đình của anh luôn. Chó sủa liên tục. Trước đây thì anh em mình đi nó bằng chiếc cầu, bữa nay đổi lại là chiếc xuồng. Nước lên quá. Anh Xuyên. Ủa sao nay nhìn lạ vậy? Sao nay nhìn anh lạ dữ vậy? Trời. Ở chiếc xuồng này em nhớ lúc trước là đâu sao tại cầu vợ ngập à. À. Trời trời. Trời từ từ con, cảm ơn con. Xuống sông đi. Ôi. Thôi đừng có sủa nè. Rồi. Con chó này gớt xong rồi. Em chào anh Xuyên, chị Hồng nha. Cười coi con. Trời ơi. Nước lên ghê quá. Nước lên thấy hổng hiu quá. Bữa nay nước lớn nước rộng chứ chiều cái cầu nó bài. Ừ. Sao nãy em tưởng đâu là một người nào ở trong đâu lại anh chơi chứ. Nay nhìn anh lạ quá. Trời bệnh rồi mình này giấy. Vô trong. Hổng gầy cái công việc làm ăn của mình sao anh? Mấy em dài làm cũng bình thường, mấy em dài bệnh rồi không làm được. Hay luôn hả? Ừ. Để mấy mai tầng vậy. Tiền đâu mình sinh sống? Dạ nhưng mà hoạt ăn vậy chứ. Thì đi đẳng mượn. Mượn ba mấy ghe quen á. Hổng gầy có ai giúp đỡ mình không anh Xuyên? Có mà người ta cũng cho gạo không anh á. Tao không cho gì á. Gạo không? À. Có rồi. Ông chú nào sáng cho ngày qua cho được 50 cái gạo. Không ai là giúp tiền anh mình nha. Ừ, không ai là giúp. Vừa rồi anh có biến cố gì mà anh cạo đâu vậy? Bệnh. Bệnh. Bệnh gì anh? Nó thắt ngang cột sống nè, rồi gái cho nó hết đặng mình đi làm đó. Em chào chị Hồng nha, em dạ. Bùi Hồ nè. Dạ dạ. Lên trước ngồi nè chị. Chứ là từng giấy. Đau bụng nó giờ chết luôn. Lần nào lại, lần trước lại chị cũng bệnh. Lần này chị cũng bệnh đó. Đau bụng. Hôm nay thì mình không đi làm hả anh? Không. Anh nghỉ luôn rồi. Ủa, anh nghỉ luôn, bệnh bị gai cột sống hả? Như vậy thì làm sao mà không vác được? Hả? Anh thì làm nghề chuyên gia bốc hàng ở từ trên xuồng ghe xà lan đi lên trên bờ mà. Không có trên cánh nó chứ. Vác mướn đồ lên bờ. Rồi giờ nó bị thắt ngang đây cũng ráng nghỉ đặng cho nó hết nó bớt rồi mình mới đi làm được. Lúc trước em có điện cho chị đó chị Hồng. Có một lần chị cho em số của một cái anh ở gần đây, là anh đó ngỏ ý là giúp cho mình chiếc ghe mới. Sao bây giờ mình không nước lên rồi, đây nó nguy hiểm quá, sóng thì nó lớn mà ghe thì nó mục nát, tại sao mình không sang sửa, mình cố gắng mình đi sắm chị? Tiền em không có tiền anh. Anh nói anh chủ động anh có tiền á. Không có tiền mà giờ cái đâu kia tôi bán tới 30 triệu nữa. Mình thấy tới 30 triệu mà tới với mình điện okay. Anh Sơn thử xem nha. Dạ dạ. Ngay bến đò về chào ông đó là chắc lên chút xíu mà nó nằm bên trên Long Xuyên, người ta chỉ cái bè ở dưới đó đó.
nó không sao, cái bè ở đó là 30 triệu, vận chuyển thêm 2 triệu nữa, khoảng 32 triệu. Mấy Long Xuyên lên đây tầm khoảng nửa ngày. Bè trên Long Xuyên mà mình không biết dùng nào, tại vì có ông anh ông chỉ, ông thấy có cái bè đó là bèo lá mà ta bán gấp. Ta cần bán gấp mà mình cũng xuống dưới là, nhưng cũng tính nhờ anh đi xuống là quay hoàn cảnh của em đó, cho ta có bớt được mớ nào không, ta cũng kêu vậy thôi mà mình xuống mình còn coi, mình còn trả giá nữa. Về giá cả thì vấn đề đó thì anh Sơn thương lượng. Và hoàn cảnh của anh thì anh Sơn có thể đưa cho người ta xem video clip của anh. Cái đó thì không quan trọng lắm, mà quan trọng là phải có chiếc game mới liền đó không? Đây này, game mình đâu có game mình mượn của bà cô. Mượn. Mà ở vậy thì sao ở đủ? Cứ nghiêng qua trồng chành mà ở, em nghĩ hai mùa nước nữa là xuống cấp liền à. Trời ơi, ngày một mùa sao nữa là coi chừng nó nằm ở dưới nước chứ nó không còn nằm đậu vậy được. Rồi anh nghĩ là mấy ngày rồi? 7 ngày. 7 ngày nay thì anh với mấy cháu ăn cơm với gì? Cá chả với tàu ẩu, đồ kho, đồ ăn bậy nữa. Nửa ký cá chả. Dạ. Nhà toàn là ăn tiền ký không à. Lần bữa trước là mua mấy ký chả cá xong chiên. Nay thì mua nửa ký cá chả. Con gái, bé gái thứ hai. Gà. Còn còn thèm hủ tiếu thịt nữa không? Còn nữa. Hôm trước có cô Huệ đó, nhờ mua hủ tiếu cho ăn. Thì... em với Phong đến đây cũng buổi trưa, gia đình mình ăn cơm rồi hả anh? Chưa, mai là bắt cơm. Hôm nay thì em đến đây thì cũng quay những cái video clip trước đó. Có Mạnh Thường Quân hỗ trợ giúp tiền anh. Một Mạnh Thường Quân ở Mỹ giấu tên thì gửi cho anh 100 đô. Em thì lúc nãy em với Phong có đi đổi cho anh. Với lại một anh Khôi ở quận Bình Tân gửi cho anh 1 triệu đồng. Tổng cộng là 3.308.000 đồng. Vậy là để em chút xíu em điện cho anh rồi dạ, 2 triệu nè. 2.308.000. Dạ. Đây là của Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ, gửi 100 đô em đổi ra cho anh nha. Dạ. Còn cái này là 1 triệu đồng, này là của anh Khôi ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Gửi cho anh luôn. Dạ. Vậy em cũng xin cảm ơn nhiều. Dạ. Thì thôi thì hổng gây thì mượn nhiều tiền chưa? Dạ em mượn cũng mấy triệu rồi anh. Triệu mấy? Đủ chưa anh? Điếm là đủ chưa? Đủ. Thì chút xíu em cũng đem qua trả ta hết triệu giữ. Em gây về bệnh mượn ta hết triệu giữ. Dạ. Thôi thì xong này thì anh gọi anh Sơn giùm em cái luôn được không? Hoặc là cho số anh Sơn em gọi một cái nha. Rồi thay mặt anh Xuyên với lại chị Hồng, cảm ơn anh Khôi với lại Mạnh Thường Quân giấu tên ở Mỹ. Có nói gì là gì với mọi người không anh? Thôi chị giúp đỡ em được chứ em cũng mang ơn rất nhiều. Rồi nè, anh lấy đi em đọc cho. Dạ. Để em bây giờ điện anh Sơn đó mình giáp mặt luôn nha Phong. Dạ, nha. Dạ. Rồi bữa nay nấu nồi cơm bự không? Nhỏ. Cơm nấu 4 con mấy anh. Cho tụi em ăn với. Dạ. Nấu xong rồi hả chị? Đang nấu cho anh. Cho tụi em vô coi tham quan cái nồi cơm mình. Giờ này cũng đói bụng rồi. Nói gì chứ tụi em vô. Dạ. Phong vô không? Dạ. Nhìn anh Xuyên bữa nay lạ quá. Đang nấu hả anh Xuyên? Dạ. Có thể dỡ ra cho em xem được không? Được. Đang nấu. Dạ. Hả? Ở đây ẩm thấp hết nè. Ồ, nồi cơm đó hả? Dạ. Đầy ém luôn. Ôi trời. Rồi, mình nấu đồ ăn chưa? Chưa, đang nấu cơm chín rồi mới làm đồ ăn luôn. Tàu hủ với cá chả. Cá chả. Hôm nay thì lại cái phần này dán này nó mục hết nè. Đi đâu ra, ngồi hết. Mai mốt dự định sanh nữa không chị Hồng? Em không à. Cái này đau bụng cỡ này à. Em bệnh hoài à. Đừng không sanh nữa hả? Dạ. Đầu chút mặt hoài gì sáng đau gì kỳ cục nữa. Như mắt của chị nhìn thấy em chứ không gõ không? Hiểu rồi. Đi xuống rồi kìa. Yếu hả? Cần gì? À, tự nhiên.
Lúc nãy thì em tính mua một số đồ chơi cho các bé, nhưng mà Phong nói là Mạnh Thường Quân cũng dặn lên, nhưng mà Phong nói thì hôm trước thì cũng có rồi, anh là nữ là thôi để tiền đó anh chị có sử dụng gì đó sử dụng. Dạ. Muốn nữa kìa. Bệnh nóng sốt không dài. Bệnh mấy ngày nữa. Rồi mình lý do không dài mình nghĩ là mình bệnh hay sao anh? Bệnh. Rồi mình có tính dự định đi khi nào đi làm lại không? Tính bữa nay nó đỡ rỡ đi làm đấy chứ không làm gì tiền đâu anh. Có nghĩa không làm chứ không làm mà sao nuôi nổi mấy đứa? Có sợ không? Chị sợ tụi nó rớt nước không? Em giữ tới ngày. Sợ chứ sao sợ. Giữ nhất đứa nào? Sợ đứa nào? Nha, hai đứa nhỏ này nè. Hai đứa nhỏ này nè. Còn mấy đứa lớn thì chắc nó biết hết rồi nha. Biết rồi. Đứa này biết lỗi, đứa này biết lỗi chứ. Đứa lớn biết lỗi rồi. Còn ba đứa nhỏ này nè là nó chưa biết lỗi thôi à. Còn mấy đứa này là em không có sợ nữa. Vì nó nhảy xong nó tắm mà nó lỗi bình thường là mình không còn sợ nữa. Mình sợ mấy đứa này nè, nó không biết lỗi nè, rớt xuống là mình mệt. Mấy nói gì em không nghe rõ. Anh Tư Hồ gửi lời rồi. Em gửi lời cảm ơn và mang ơn Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho em cũng mời mang ơn. Chị sao chị không cho cái chị hai lên bờ để mà làm một số cái việc gì đó nó phù hợp với lại cái lứa tuổi đó chị, để phụ giúp tiếp anh Xuyên. Tại vì anh Xuyên thì bây giờ thì đó, này, lao động thời thạo quá, nó đâu làm gì được đâu anh. Chị hai có biết tiền không ta? Tiền biết. Biết không con? Biết đến mệnh giá nhiêu? Con như con cũng biết chưa á. Ồ, vậy hả? 500 ngàn con biết không? Biết. Ví dụ như người ta mua một tờ vé số, hai tờ vé số thì người ta đưa 500 thì con sẽ nói là bao nhiêu? 408. Ủa, thấy cái chân của con bị gì á? Thẹo gì á nhở? Té. Té sao? Té rồi đi mà. Nhỏ đi mua đồ rồi đi cho mưa bị chợt. Khuyết thịt luôn kìa. Chợ té một lẩu mà không hay luôn rồi nó may. Đi vô bệnh viện chống may. Đi vô bệnh viện may luôn. Uh-huh. Té về rồi nó cũng không nói này, chặt cái giò ra. Chị nếu như mà chị bé thứ hai này chị cứ để ở dưới xuồng hoài á thì sẽ như vậy hoài. Thôi thì nếu như mà những ngày đầu mà còn khờ thì anh Xuyên có thể dẫn đi, anh Xuyên quan sát. Rồi sau 1-2 ngày thì chị hai này có thể tự đi bán được mà Phong ha. Giờ đủ tuổi đi làm rồi. Mới 13 tuổi. 13 tuổi đi làm phụ tiếp người ta được rồi. Một ngày bán được 5 tờ, 50 tờ vé số cũng được có không? Chị cho bé đi làm phụ được tầng nào đừng nói. Giờ ở dưới xuồng game biết khờ á. Chị cứ nói bé khờ khờ thì bé cứ ở dưới này suốt à. Rồi... em cũng sợ người ta gạt rồi bắt cóc lắm anh. Cái này giờ nó sợ gạt rồi mà sợ mua đang biết nó gạt bắt cóc rồi nó nửa đưa đi luôn chết luôn. Giờ là nói chung là gạt cho em bị gạt rồi bắt cóc dữ lắm. Chứ hoàn cảnh thì mình cũng sợ nó còn khờ nó nít nữa. Thì mình những ngày đầu anh giám sát và anh chị bán ở những địa điểm nào đó anh Xuyên. Chứ giờ nói chung bán như xấu là nói chung cũng phải đi đủ chỗ mới bán hết được chứ đâu không bán không một điểm một mà mình bán hết được. Rồi sợ. Chứ mấy em dài là trong đường Tân Hồng đồ nè, đi ra nè. Thì trước đây đấy thì Bùi Hồ có ngỏ lời là giúp cho anh Xuyên với chị Hồng mua một cái chiếc bè hoặc là chiếc ghe mới. Thì lúc đó tại vì cũng có Mạnh Thường Quân muốn hỗ trợ. Nhưng mà hay được một thông tin là anh Sơn thì đã có gom được một số tiền và dự định mua chiếc ghe cho anh. Thì thật hư như thế nào em mở lo lớn và bàn bạc như thế nào thì anh với lại anh Sơn sẽ bàn và lúc đó mình sẽ thống nhất cái phương án nào nha anh. Tại vì ghe này thì nó quá yếu. Dạ anh Sơn, anh đang nói chuyện với lại anh Xuyên. Thì hiện nay thì nghe anh Xuyên nói là chiếc ghe của mình là khoảng 30 triệu anh Sơn. 30 triệu hả? Mình có nói với anh qua điện thoại là anh đi được cái bè nào của ai sẽ sang lại hết toàn bộ luôn là 30 triệu để chưa kể chi phí mà người ta chuyển lên trên này cho mình. Cái tầm là khoảng 30 mấy triệu. Dạ, thì hiện nay anh Mạnh Thường Quân đã giúp được bao nhiêu rồi anh? Anh đâu có chưa có vận động gì hết luôn á. Tại vì mình chưa có chốt lại là như thế nào á, anh ấy để anh chiến dân đẹp rồi sao. Cũng chưa thấy luôn vậy mà điện tranh luôn á. Dạ. Tại hôm trước em nghe anh nói là có dự định là mình chốt mua cái bè hay là cái xuồng gì đó. Cái ghe. Anh nói là anh đợi để anh tìm mua cái ghe và bắt đầu anh mới làm là thành một cái bè cho nó lớn cái ghe chốt để cho gia đình nó sống.
nhưng mà giờ là anh có tìm được một cái bè của người ta sang là luôn, mà chỉ với cái giá là anh nói với em đó. Dạ. Đó, bây giờ là em giờ em trực tiếp em nói bạn với anh luôn, với anh riêng á, là cái bè đó chính xác là bao nhiêu tiền để mình để mà anh vận động với em vận động để góp lại mà mình giúp cho anh được nhiều hay nhiêu. Là bè đó khoảng 30 triệu hơn. Anh Sơn nó đi, anh Xuyên nó đi. Dòng cỡ 3 dòng về luôn, chắc cũng cỡ 30, ba mấy đó. Đó. Đó, giờ em bà giờ anh biết là chạy rồi đó, giờ em cứ bà chuyện bạn cụ thể với anh Xuyên đi. Dạ. Để dự báo thì về cho anh hay. Giờ đầu là anh mình bàn tính bắt đầu gọi là ngày nào, tính lúc ngày nào. Thì á, đủ tiền mình là mua sẵn luôn. Dạ thì anh em mình thống nhất vậy đi. Thì khoảng anh Xuyên cho hay giá khoảng 32 triệu của cái chiếc bè là nó đóng luôn á, dòng về luôn. Dạ thì bây giờ bắt đầu anh cứ vận động đi. Rồi em thì đăng lên thì mọi người có giúp được thì giúp nha. Vậy là giờ là bắt đầu là vận động luôn á ha. Dạ. Rồi em cái Facebook của em là gì đã biết liên hệ anh qua anh theo dõi. Có gì chút xíu em gọi anh sau nha. Rồi. Vậy là anh Sơn sẽ vẫn bắt đầu vận động. Anh đã chọn được bè đúng không? Bè. Chị. Chị anh giúp gì là anh còn đâu còn xuống đây với em nữa hả? Ờ sao vậy? Cũng còn hoài chứ. Sao anh còn xuống đây nữa? Ồ, thích anh Phong xuống đây hả chị? Thôi hôm nay cũng đến buổi trưa rồi, cũng gia đình cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi. Anh em mình thôi chắc chào chị về nha. Dạ. Rồi bệnh hoài gắng giữ gìn sức khỏe nha chị nha. Anh này còn hồi ăn cơm luôn đi anh. Hai anh. Dạ. Bữa nay em cho anh ăn tàu hủ. Rồi em chào anh luôn nha. Dạ. Anh